Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ba Sáu Trích lại đang rủ ba mẹ con đi trung tâm mua sắm Hyperdome ở gần nhà ấy. Cái chỗ trung tâm mua sắm mà hôm mình đi, mình có tạt vào cửa hàng nội thất và xem bàn ở đấy. Mình có chụp lại ảnh. Và ba Sáu Trích cũng xem vlog thì nhìn thấy đồ, nên là ba em muốn đến đấy để xem. Tối hôm qua em Trích có một tí mũi gọi là ngọt nghẹt. Mẹ em hy vọng là em không ốm nhá. Em không ốm nhá. Em đừng dừng đây chơi nhá. Em đi dừng đây nhá. Miau. Em bấm vào đây. Miau. Đứng nhơi. Ba. Ba. Trích nói được ba, Trích nói được papa. Joey. Đúng rồi, ba. Ba. Con mở sách ra này, con mở sách ra này. Đấy. Ba. Papa. Mama. Joey. Mama. Anh sói em đang ngồi ngoài kia xem cái gì với ba em ấy. Chú ý lắm, tập trung lắm. Đứng nhơi. Trích nói mèo. Mèo kêu mèo. Mèo. Mèo mèo. Ba con sói xem tin tức hay xem cái gì mà ồn thế nhỉ? Ồn chết nhỉ? Mèo. Mình đọc sách bằng miệng à? Giống anh sói hồi bé à? Em đọc sách bằng miệng, em đưa vào miệng để em cắn. Miau. Hay á. Hay á, hay á, hay á. Con mở ra. Đấy. Lơ lơ lơ. Con nhìn này. Đấy, con bấm vào đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Mì. Ba. Em nhìn thấy con rùa. Ba. Ba ba. Zoe. Ba ba. Ba ba. Papa. Papa. Đứng rồi. Ba ba. Ba ba. Ú. Cả ngày mẹ em ngồi với em mà cứ ù với à thế này cũng được. Không biết là có mẹ nào giống mẹ Sói Trích không? Ngồi cả ngày nói chuyện với con ù à ù à ù ba ba. Ngôn ngữ của em đấy. Ngôn ngữ của em bé đấy. Thích thế nhỉ? Thế còn cái này thì sao con? Cái này. Ready for the alphabet apple adventure? Can you find the letter R? R. Đâu nhỉ? R. Tan tan. Can you find the letter S? Em đứng ở trên bàn chân rồi chứ trước đây là em toàn đứng ở trên ngón chân thôi. Em kiễng 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 kiễng. Bây giờ em biết là đứng ở trên bàn chân nó chắc chắn. Em ngồi xuống, em ngồi xuống. Em ngồi xuống, em ngồi xuống mẹ xem nào. Ngồi xuống từ từ mẹ xem nào. Từ từ nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Đứng rồi, nhẹ nhàng. Đặt cái mông xuống. Đứng rồi. Đứng rồi. Are you ready, guy? Should we go now? Đi đi. Ba mẹ anh chó đã chẵn chàng chưa để đi nào? Không thì lại ngồi đây cho đến trưa luôn. Trích ơi, Trích à, em lim dim em ngủ đi. Hai anh em trên một chiếc xe. Mẹ em tìm được chỗ đỗ xe ở dưới mái hiên.
sẽ không bị nóng. 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 Yeah. It's mean hot. Nóng. 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 Nóng nóng nóng. Thank you. Not worry. Nóng nóng nóng. Trong này nó thổi ra lạnh quá, nóng nóng nóng. Cuối cùng là ba mẹ em không mua cái gì cả. Mình có chọn được bàn rồi, chọn được ghế rồi. Nhưng mà hai vợ chồng mình nghĩ là thôi, vừa mua xe xong nên là để dành tiền, không mua đồ nữa, cũng không cần nhất thiết phải có luôn ấy. Bây giờ em sói sẽ đi sang bên nhà ông bà nội để bơi với các anh chị em họ này. Em Trích sang đấy ngồi chơi và mình cho em ấy ăn custard thôi. Mặc dù là bây giờ Trích rất là buồn ngủ. Thôi để em sang đấy em thức em chơi. Đến lúc này em ngủ trong xe đẩy cũng được em nhỉ. Na. Hi. 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 Em đứng xuống đây một tí nhá. Em đứng xuống đây chơi một tí nhá. Để ba lấy đồ cho anh sói. Nhá. Em đứng xuống đây. Chị. Em có hơi nóng nóng đấy. Em có hơi nóng nóng đấy em nhá. Hay à. Hay à. Anh sói đi lấy quần bơi à? Have you found your swimming costume, Rafi? Rafi. Chích ơi. Papa. 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 Ba. Ba. Boom. Ba boom. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Mấy ngày hôm nay Tết ở Việt Nam, nhà em gọi FaceTime về nói chuyện với ông bà ngoại cho có không khí nha. Ông bà ngoại em năm nay Tết cũng không làm gì nhiều, cũng không đi đâu cả. Ôi trời ơi, em ợ à? Mẹ cài cái này lại nhá. Mẹ cài cái này lại cho em chơi nhá, cho giống hình con rùa nhá. There you go. Yeah, where's your swimming costume? Where's your swimming costume? Hmm? Đồ bơi của con đâu? Đồ bơi của em đâu? Đồ bơi của con đâu? Hmm? Đồ bơi của con đâu? Con phải mặc đồ bơi vào thì mới đi bơi được chứ. Mà phải cả kem chống nắng nữa, giờ này trưa đang rất nắng. Raphael, that's not very nice. Này. Sao lại đứng lên đầu em như thế nhở? One. Say sorry, Zoe. Do you want this toy? Con đùa, con chơi cái kiểu gì đấy? That's not very nice. That's nasty. Nasty? Yeah. It is very, very nasty. That's not nice. What is nasty one?
Because Zoe is very small and you stand on her head. That's not very nice. Say sorry to your sister. I'm go baby, mommy. Don't be silly. Say sorry to your sister. Give your sister a hug. Xin lỗi em đi. Giả vờ nhanh nhanh cái mắt gì. What are you doing? Don't be silly. I'm going. Con nhờ. Sói bị hâm à? Thích nhờ. Chơi cái kiểu gì đấy? Chơi cái kiểu gì mà lại đi qua đầu em như thế? Vớ vẩn, vớ vẩn. Joey. Em thì cứ đứng lên ngồi xuống như tập thể dục em ạ. Đi. Đi sang bên nhà bà nội đi. Đi sang bên nhà bà nội đi. Áp bà. Sang bên nhà ông bà nội, mọi người ngồi ở ngoài sân. Nóng quá. Em chích không chịu được. Mà em lại buồn ngủ nữa. Thế nên là mình để cho sói bơi ở bên đấy. Và gọi ba sói chích sang ngồi với sói, ngồi với mọi người. Cho em chích về nhà ngủ. Hình như là ba con sói lại về đấy rồi này. Em sói bơi cũng được một lúc lâu rồi. Phải hơn một tiếng đồng hồ rồi ấy. Mình về nhà cho em chích ngủ xong thì đi dọn dẹp, thu quần áo ở bên ngoài vào, quét sân, quét lá. Em sói về đây. Raphael đang hát, em đang hát. Sói hồi bé nhá, hồi mà em chích bé bé xíu xíu ấy thì không ghen tị với em đâu. Thế nhưng mà mấy ngày gần đây này là có cái biểu hiện là cũng ghen tị, cũng kiểu muốn gây sự chú ý của mẹ của ba nhiều hơn là trước đây, thời điểm trước đây. Em chơi cái gì như trước đây là đưa cho em này, rồi mang hết cái này cái kia ra cho em. Raffi. Không biết đang nói chuyện cái gì với ba ấy. My one với lại daddy one là của con của ba cái gì á. Nên là trong ngày bây giờ mình phải tranh thủ dành nhiều thời gian cho em ý, ngồi chơi với em ý, ngồi nói chuyện với em ý nhiều hơn ấy. Em chích bây giờ cũng thức nhiều thì mình phải làm sao điều hòa được là không bế em chích nhiều, để cho em chích ngồi xuống sàn nhà chơi với hai anh em, để sói không có cái cảm giác là sao mẹ lại bế em nhiều thế. Thực ra thì em chích không cần phải bế bồng nhiều đâu, em cũng tự em ngồi chơi được ấy mà. Chỉ có điều là mấy hôm nay em ấy khó chịu, với lại cái thời điểm này là thời điểm em đang bắt đầu mọc răng nhiều hơn. Thì em ấy kiểu nũng nịu một tí ấy. Mình mới ôm ấp em ấy nhiều hơn trước đây thôi. Raffi. Hai ba con sói đang làm cái gì ấy nhỉ? Ở ngoài nóng lắm, mẹ em cũng muốn xuống bể bơi để bơi đây. Không biết là em sói tắm chưa mà ba em đã để cho em vào trong phòng thay quần áo rồi đây. Dad, hey boy got shower. Còn ăn đi, không cần phải nóng. Trời nóng thế này cần gì phải ăn nóng. Con ăn đi. What's mommy? Thôi. Cứ đòi làm nóng lên, trời thì nóng. Con ăn đi. Dad, just be careful the volume. Daddy, be careful the volume. Em chị đang ngủ đấy, ba bật tivi lên để nào con không lằng nhằng nữa nhá. Này, con vừa đi bơi về đấy nhá. Con vừa được đi chơi về đấy nhá. Thái độ này của sói là thái độ buồn ngủ. Trưa mà em không được ngủ là y như rằng em cứ lèo nhèo thế này này. Tìm đủ lý do để lèo nhèo thôi. Nào thì cơm không được làm nóng này. Ba xem tivi của con này. Okay, that's enough. I think the TV need to be off now.
That's enough. Yeah, I'm not watching. Okay, Rafi, mommy gonna take the lunch away. Mommy, ready to eat it? Why, mommy? Concentrate. Finish your lunch. Then you can come and watch TV with daddy. Hey, dad. Mommy, no, mommy. Look, I'm not watching TV and naughty. Would you like some water? Yeah. Thế thì ăn khẩn trương. Đấy, lại cười được ngay rồi. Mẹ em mua chuối cho em Trích này. Chỉ dám mua ít ít thôi. Trời nóng, chuối nó chín nhanh ấy. Dưa chuột này. Táo này. Would you like some apple after that? Sói, sói có ăn táo không? Đây, nước đây. Cơm ở trên cánh tay con kìa. Kìa kìa, cơm dính kìa. À, nghịch nhá. Chá, đưa đây cho mẹ. Thế thì ăn đoàn hoàng. Ăn uống cho đàng hoàng. Giờ này ăn là tối, mẹ không cho ăn gì nữa đâu. Cho nên là ăn hết đi. Trưa đi trung tâm mua sắm là em mải chơi. Vào cái cửa hàng sushi đấy nhìn thấy sushi cứ chạy vòng quanh ấy. Là sói mải mê. Không tập trung ăn uống. Okay, finish. I think I'm gonna take it away. No more. No more? I wanna eat more dinner. So eat it properly. Ăn cho đàng hoàng. Sói thích thế nhở? Đi bơi về. Có đồ ăn, có hoa quả để ăn. Em Trích phải ngủ cái kia con kìa. Mẹ em vừa cắt cả dưa hấu ra đây nữa để ngồi ăn. Would you like to have some watermelon with mommy? Yeah. Đi ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây ăn với mẹ. Nóng quá. Cơ địa của mình là cơ địa dễ bị dị ứng, phản ứng theo thời tiết. Mùa lạnh mà có một tí mưa, mình đi ra ngoài dính mưa là y như rằng sẽ bị lên mẩn ngứa ở trên người. Và mùa hè cũng thế, nóng quá là cũng bị dị ứng, cũng sẽ bị mẩn hết lên. Không biết mọi người có nhớ cái vlog mà mình bị dị ứng lên khắp cả người ấy. Hồi mình còn bầu bí em Trích, phải đến bệnh viện để bác sĩ họ kiểm tra, và họ đảm bảo là không ảnh hưởng gì đến em bé. Rồi là họ cho thuốc mình uống thì mới hết được cái dị ứng mẩn hết cả người lên như thế. Ở nhà mình hình như là cái mẩn đấy gọi là mẩn mề đay. Tức là ngứa mà từng mảng đỏ to cứ nổi ở trên da này này. Càng gãi nó lại càng ngứa. Trời nóng là mình cứ có cảm giác trong người ấy, nóng là nóng từ trong người nóng ra ấy, chứ không phải là chỉ nóng ở bên ngoài đâu nhá. Mình ra ngoài trời nắng mình làm các thứ, mình chịu đựng được cái sức nóng đấy, chịu đựng được cái sức nóng ở ngoài trời. Tức là cái sức nóng tác động từ bên ngoài thì mình chịu được. Thế nhưng mà khi đã cảm giác nóng từ bên trong nóng ra ấy, lúc nào cũng thấy như là mặt hầm hập từ bên trong nó toát ra ấy. Bây giờ mình ngồi ăn dưa hấu với em sói này. Sau đấy thì đi ngồi dựng vlog đây. Và mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sói Trích thì chia sẻ vlog của nhà sói Trích trên trang cá nhân của các bạn để ủng hộ kênh nhà sói Trích. Bạn nào chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký cho kênh của nhà sói Trích mọi người nhé. Có rất nhiều bạn theo dõi vlog của nhà sói Trích, cũng khá là nhiều, cũng khá là lâu rồi mà các bạn không hề đăng ký cho kênh của nhà sói Trích. Vì sao mình biết được điều này? Vì là khi mà mình vào trong cái phần phân tích dữ liệu của kênh ấy thì cái phần dữ liệu mà lượng người subscribe, lượng người theo dõi, đăng ký cho kênh ấy, hiện tại là 69% những người xem là không subscribe, không đăng ký. Và đương nhiên 31% của 100% lượng người theo dõi vlog của nhà sở Trích thì mới đăng ký cho kênh của nhà sở Trích.
Thế nên là các bạn nào mà dành thời gian theo dõi của nhà sói Trích thì hãy ủng hộ nhà sói Trích, hãy bấm nút đăng ký. Và với việc bấm nút đăng ký như thế thì có bất cứ những cái hoạt động nào diễn ra trên kênh của mình, các bạn cũng đều biết được, các bạn cũng đều được cập nhật. Ví dụ như là hiện nay mình có hay đăng hình hay là những cái đoạn status ở trên phần community ở trên kênh, thì có lẽ là những bạn chưa đăng ký cho kênh của nhà sói Trích, các bạn không biết được cái phần này. Thành ra là khi mà mình nói chúc mừng năm mới mọi người ở trên cái phần community đấy thì là nhiều bạn không biết. Và có những cái mình cũng chia sẻ nho nhỏ ở trên đấy, nhiều bạn cũng không biết. Thế nên là các bạn hãy đăng ký đi, hãy bấm vào cái nút đăng ký khi xem xong vlog này mọi người nhé. Nhà sói Trích sẽ lại hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye.